tạp chí Times vừa công bố danh sách 50 thiết bị công nghệ có ảnh hưởng nhất trong lịch sử, trong đó iPhone đứng đầu trong danh sách này. Times thừa nhận, mặc dù smartphone đã xuất hiện trước khi phiên bản iPhone đầu tiên ra mắt, tuy nhiên, sự xuất hiện của phiên bản iPhone đầu tiên đã làm thay đổi hoàn toàn thị trường smartphone khi các hãng chuyển sang phát triển điện thoại thông minh với màn hình cảm ứng và đặc biệt đã biến smartphone trở thành một thiết bị không thể thiếu với hàng triệu người trên toàn cầu. Danh sách trên được bình chọn bởi các phóng viên, biên tập viên, công nghệ và kinh doanh của Time dựa trên tầm ảnh hưởng của các thiết bị này đến với xu thế phát triển của thị trường cũng như định hướng phát triển của công nghệ.